qua đây mày nói tao sai phạm là sai phạm gì? Tôi nói nó nói rồi, vô đây nó của. Tao đang ngồi đây, tao ở sao? Đây tao đưa qua đây vậy là tao sai phạm hả? Bị tạm giữ phương tiện vì có nồng độ cồn, người đàn ông này không ký biên bản vi phạm hành chính, liên tục nặng lời với lực lượng làm nhiệm vụ và cản trở không cho tổ công tác tạm giữ xe máy. Vào khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2024, khi tổ công tác cảnh sát giao thông của công an thành phố Mỹ Tho đang lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lý Thường Kiệt, thành phố Mỹ Tho thì phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn nên chặn dừng phương tiện để kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy người này vi phạm ở mức 0,54mg mỗi lít khí thở. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ xe, tuy nhiên người đàn ông này không xuất trình giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan, không ký biên bản và la lối nặng lời với lực lượng làm nhiệm vụ. Mặc dù cảnh sát giao thông liên tục phân tích quy định của pháp luật, nhưng ông này vẫn liên tục la lối nặng lời với lực lượng làm nhiệm vụ. Đồng thời người này còn nhảy lên xe tải đặc chủng của cảnh sát giao thông, yêu cầu chở ông về trụ sở công an thành phố Mỹ Tho ngủ. Tôi hối đầu, tôi giết thằng đầu hối. Ngày mai tôi giết mày, tôi giết cũng chẳng được nữa. Khi cảnh sát giao thông liên hệ với gia đình thì người nhà của ông tuy có mặt khuyên can nhưng ông này vẫn tiếp tục la lối và không cho đưa phương tiện lên xe đặc chủng của cảnh sát giao thông. Sau hơn 20 phút thuyết phục, ông tuy vẫn không chấp hành mà tiếp tục la lối nên tổ công tác thông báo cho công an phường Nam Lĩnh để hỗ trợ. Đến gần 23 giờ cùng ngày, nhiều người thân của ông tuy có mặt khống chế đưa ông trở về nhà. Vụ việc đã làm nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Hiện công an thành phố Mỹ Tho đang tạm giữ xe máy của ông tuy tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.